Công ty Ảnh Dương phát hành bộ phim Búi Mặn Thâm Thù do TVB Hồng Kông sản xuất. Giám đốc sản xuất Lý Thiêm Thắng, biên kịch Quang Linh Linh, Lưu Chi Hoa, đạo diễn Huỳnh Quốc Cường, với các diễn viên Mã Tuấn Dĩ, Dương Di, Huỳnh Hạo Nhiên, Quách Phong, Đàm Tiểu Hoàng, Ngạo Gia Niên, Tưởng Chí Quang, Trần Khả Di cùng một số diễn viên khác. Nhóm biên dịch và lồng tiếng Ảnh Dương: người dịch Phước An, Thanh Tâm, Bích Ấn; diễn viên lồng tiếng Bích Ngọc, Hà Thao, Tuyết Mai, Nguyễn Dinh, Thanh Bình, Quy Hồ, Khánh Văn, Thùy Trang, Đình Tuấn, Khánh Phương, Thiên Bảo, Đình Tuấn, Ngọc Rủ. Kỹ thuật lồng tiếng Bình Đính, Anh Đức, Bình Nghĩa. Tập 17. Nhị thiếu gia, lúc nãy tôi đã gặp Hồ lão gia, ông đã đồng ý hôn sự của chúng ta. Cô yên tâm, tôi sẽ viết sẵn thư từ hôn, chứng minh giữa cô và tôi không có bất cứ quan hệ gì. Cho muội gánh nặng của Hồ gia, muội không cần quá tốt với kẻ ích kỷ như huynh. Huynh không xứng thành đâu với muội. Huynh không xứng. Huynh không xứng. Thác Tuyết à, con vừa có buổi sớm như vậy làm gì? Nhị Túc, Túc nhìn đi, đây là quyển ghi chép của Đình Hiên, bên trong ghi nhiều chuyện làm ăn của huynh ấy. 3 phần lãi người ăn no, 7 phần lãi người chết đói. Huynh ấy đã bỏ rất nhiều tâm huyết vì Hồ gia, con muốn mau chóng học được cách làm ăn để giúp Hồ gia. Tôi biết con đã quyết định, nhưng làm tân nương còn rất nhiều chuyện khác con cần phải làm. Đình Hiên sắp làm phu quân của con, con phải giúp huynh ấy. Đúng vậy. Bây giờ Hồ gia chia 5 xẻ 7, muốn thu dọn tàn cục này khó lắm. Con nhất định phải làm được. Tốt, giỏi lắm. Trời không sợ, đất không sợ, không hổ là người của Đậu gia trại. Thằng Tuyết, Nhị Túc không mua nổi hồi môn quý giá cho con. Chiếc nhẫn ngọc này năm xưa cha con cho Thúc, bây giờ Thúc tặng cho con để làm của hồi môn. Đa tạ Nhị Thúc. Đa tạ cái gì, quan trọng nhất là con biết đối xử như thế nào với Nhị thiếu gia. Tam thiếu gia, Tam thiếu gia, Tam thiếu gia, Tam thiếu gia, huynh bỏ mặt muội và cốt nhục của huynh sao? Huynh khó lo nổi mình, xin lỗi. Cầm lấy, cầm đi phá thai, đừng để ai biết thì còn có thể lấy chồng. Huynh kêu muội đi phá thai hả? Nếu không thì phải làm sao? Thăng Tuyết cô nương à, cô thật sự không cần tiễn tôi về đâu. Không sao đâu, tiễn thêm vài bước thôi mà. Tôi thật sự xin lỗi, rượu mừng của cô tôi nghĩ là tôi không thể uống được. Tiểu Nguyên, có lòng được rồi. Ừ. Ê, Thăng Tuyết cô nương à, tôi muốn mua hoa ngọc tặng cho cô để làm quà mừng. Không cần đâu, đừng tốn tiền. Cùng lắm lựa cây rẻ thôi. Lại đây, cái này đẹp không? Đẹp.
Ý người nhị thiếu gia cưới là cổ. Trời ơi, cưới người eo lưng rắn nước, qua được đêm nay cũng không sống được sáng mai. Số nhị thiếu gia không có thọ rồi. Còn không phải hồ ly tinh, làm rõ xuất thân đi. Quả phụ cũng chịu làm, đúng là đáng chết. Hai người nói đủ chưa vậy? Người ta muốn cưới muốn gả, liên quan gì tới hai người? Liên quan gì tới cậu chứ, đâu phải nói cậu. Phải đó. Hai người nói bạn tôi thì không được. Sao điên, chúng ta đi thôi. Ừ. Họ nói bậy bạ, cô đừng để ý nha. Chị Viễn, đa tạ huynh ra mặt cho muội. Thánh Tuyết à. Chuyện gì? Lúc nãy huynh nghe những người đó nói Đình Hiên sắp cưới muội, có thật không? Vài ngày nữa cả hai sẽ thành thân. Chúc mừng muội. Đa tạ. Làm phiền huynh giúp muội đưa Tiểu Nguyên về nhà. Tiểu Nguyên thật là tội nghiệp, tên Hồ Đình Quy thật không biết sao nữa. Muội chỉ cảm thấy Tiểu Nguyên quá khờ. Nhưng nói đến chuyện tình cảm, chúng ta là người ngoài không thể nói quá nhiều. Chuyện tình cảm luôn khiến cho người ta phải đau đầu, nhưng chỉ cần hạ quyết tâm, mở được khúc mắt, mọi người sẽ vui vẻ hơn. Thánh Tuyết, huynh thật lòng chúc phúc cho muội và Đình Hiên bắt đầu đến nhà, sống mãi bên nhau. Đa tạ. Huynh không hiểu tình ý của tôi sao? Tôi cũng rất rõ tình ý của cô đối với Chi Diễn. Đình Bích à, vậy đệ của con sắp thành thân với Thắng Tuyết rồi, con nói gì đi chứ. Đình Hiên bệnh nặng như vậy, Lữ Thắng Tuyết muốn được lợi gì đây? Không sợ nói một câu đắc tội, Hồ gia ra nông nổi này có lẽ là cổ không gì ngân lượng đâu. Ê trời ơi, phải nói hai mặt, thuyền nát còn đáy, đáy nát còn đinh. Nè 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 nè, con nghe cô nói xong đã. Cha con kêu cô đi mua đồ cưới, con có biết á, cô nghe được những gì hay không? Họ nói là đâu có ai chịu lấy người chết. Xịt cái gì chứ, tôi đâu có nói con trai của tỷ đâu. Con à, con về rồi hả? Mẹ. Như phu nhân, đại tiểu thơ, cô. Thằng Tuyết tới thăm Đình Bích. Con coi nè, cô đã mua cho con rất nhiều câu liễn đỏ nè. Con người của Xuân Tẩu cũng rất là tốt, đi với cô hết 9 con đường, cha chân cũng muốn sụm luôn. Không phải nói chuyện thị phi nên mệt sao? Con à, đừng có vô lễ vậy. Cô tưởng chỉ những kẻ vô tri mới nói lời bậy bạ, không ngờ người nhà của mình càng không có khẩu đức. Trời ơi, Thắng Tuyết à, là người bên ngoài nói thôi mà. Cô xin đây ăn nói thoải mái, cố đùa thôi. Thôi được rồi, ăn cơm. Phải ngồi. Ăn cơm. Đủ rồi. Đại tiểu thư. Đại tiểu thư, Thắng Tuyết có lòng tới thăm tỷ, tỷ được cử tuyệt người từ xa đến. Tôi không thể trở về. Đại tiểu thư à, tỷ coi như gì Đình Hiên, mọi người rất mong tỷ trở về. Huống chi nơi đây đâu phải nhà mình. Phải đó đại tiểu thư, chẳng lẽ tỷ muốn ở đây suốt đời sao? Khí ngã cứ già, tác nhật chi nhật bất khả lương, tỷ đừng chìm đắm trong nỗi đau khổ nữa. Bây giờ mọi người đều bỏ đi hết, chỉ còn lại một mình Đình Hiên, tỷ nhận tâm sao? Tỷ làm tỷ tỷ, huynh ấy sắp thành thân, tỷ không vui cho huynh ấy à? Vô tình bất tự đa tình khổ, chỉ hữu tương tư vô tận xứ. Đừng ra vẻ này nọ trước mặt tôi. Thắng Tuyết thành thân, người không vui nhất có lẽ là cậu đó. Đại tiểu thư, có lẽ Thắng Tuyết là vì bất đắc dĩ, cũng có thể cậu đối với Đình Hiên tình sâu tựa biển. Vậy thì đã sao? Tình yêu đến cuối cùng chỉ là trống rỗng. Nếu tỷ không muốn trở về, muội cũng không thể làm khó tỷ. Đa tình khước tự tổng vô tình, duy giác tôn tiện tiếu bất thành, lập chúc hữu tâm hoàng tích biệt. Đại tiểu thư, muội đi trước, tỷ nhớ bảo trọng.
Siêu à, mau đi phụ giúp cậu Phú đi. Mẹ, tiệm xì dầu làm ăn rất tốt, đâu cần phải cho vay. Con đứng như bức mông thần ở đây, người đến mượn tiền sợ chạy hết rồi. Không phải chứ, muối mà sao nhiều cát dữ vậy? Muối quạt đúng là muối quạt. Con ở triều đình liều sống liều chết bao năm, kết quả là bá tánh phải mua từng bao cát về. Đúng là không hiểu ra sao. Con cam tâm sao? Cam tâm? Bây giờ con chỉ cầu được hai bữa cơm, con đã vui rồi. Vậy còn Thắng Tuyết cô nương? Mày lại giống mấy bà nhiều chuyện rồi. Có phải hai đứa là người yêu cũ không? Thắng Tuyết xếp là vị thiếu phu nhân của Hầu gia, mày đừng nghe người ta nói bậy mà. Sao mẹ lại thở dài vậy? Mẹ cũng là người từng trải. Cha con qua đời nhiều năm, mẹ không ngại cho con biết. Trước khi mẹ quen với cha con, có quen với một người đàn ông rất tốt với mẹ. Nhưng mà lúc đó mẹ không biết trân trọng. Có phải mẹ thấy tiếc không? Tiếc thì có thể làm được cái gì? Nhưng mà tình cảm chân thành, nếu bản thân không biết quý trọng, mất rồi hối hận không kịp đâu con à. Con à, nếu là duyên phận thì đừng có bỏ qua, nếu không sau này con sẽ hối hận đó. Không hối hận, sao phải hối hận chứ? Nếu như mẹ không lấy cha con, làm sao sinh được đứa con hiếu thảo này, phải không? Giống như uống nước vậy, nóng lạnh tự biết. Con hiểu mà. Nhị thiếu gia, có chuyện tìm huynh sao? Tình hình ở vườn muối không được tốt. Muội có vài vấn đề về chuyện làm ăn muốn thỉnh giáo huynh. Huynh xem câu này đi. Muốn trị nước như nấu con cá nhỏ, trị vườn muối thì như... Đưa huynh. Nhị thiếu gia, sao huynh lại làm như vậy? Muội đừng coi huynh như cây đèn sáng, huynh sắp tắt rồi, cả sức để suy nghĩ cũng không còn nữa. Nhưng mà chỉ có một mình muội, có lúc muội không biết. Huynh tin muội là người có năng lực, muội phải dùng cách của mình, buông tay mà làm. Mọi chuyện huynh không hỏi đến. Nhị thiếu gia, huynh có lòng tin với muội như vậy sao? Chỉ cần có cơ hội giúp vợ muội vượt qua được, huynh cũng sẽ thử. Sao hả Thắng Tuyết cô nương? Vị thiếu gia có dụng kế gì không? Sức khỏe của vị thiếu gia thật sự, nhưng mà đám thương nhân đó cùng lắm chỉ có thể kéo 2-3 ngày, giữa muối cũng chẳng còn bao nhiêu ngân lượng. Nếu không có muối giao cho họ, chỉ còn nước là đóng cửa tiệm thôi. Quảng à, để tôi suy nghĩ cái đó. Tôi có thể giúp gì cho cô? Quảng à, suốt ngày huynh phải chạy từ nhà lao đến giữa muối rất là vất vả. Huynh hãy về nghỉ đi. Nhưng mà... Được rồi, huynh về trước đi. Thôi được, không thể để cho họ đóng cửa tiệm, cùng lắm mua muối lậu gì thay thế thôi. Cô kéo tôi đi đâu? Tôi còn có chuyện phải làm. Cái chuyện gì từ từ rồi làm. Ngày mai cô thành thân rồi, chúng ta tìm Tiểu Nguyên, đêm nay tăng thêm thanh thế cho cô. Cô chạy đi, chạy đi. Thôi bảo, ông ta ai rồi? Trời ơi, cô chạy đi. Chuyện đó hả? Ông đừng bà. Chắc người đó. Có chuyện gì vậy? Bỏ giao xuống đi. Bỏ giao xuống đi. Không giữ được. Cô ra đi. Mình đang lớn bụng rồi. Đừng làm như vậy. Đừng làm như vậy.
đừng mà, đừng mà, chém chết nó. Ông à, về đi. Tôi ra đi. Bây giờ cha cô đang giận, cô đừng có trở về nữa. Tôi có nhà ở ngoại ô, cô đến đó ở tạm đi. Ngoại ô à, gần lắm. Nếu cô muốn về thăm mẹ cũng tiện. Đa tạ Ánh Nguyệt cô nương. Cô nói cái gì vậy? Tiểu Nguyên à, không phải cô đã nói với cha mẹ rồi sao? Tại sao lại phải gạt tôi? Lỡ như xảy ra chuyện thì phải tính sao? Tôi không muốn gây thêm phiền phức cho cô. Chúng ta là tỷ muội, sao lại phiền chứ? Cô không coi tôi là tỷ muội hay sao? Xin lỗi. Quan trọng nhất, sau này đừng nhớ đến Hồ Đình Huy nữa. Mấy chuyện tình yêu đều là giả hết, vừa thổi là tan. Vừa thổi là tan sao? Cô thì khác, cô và Nhị thiếu gia tình cảm son sắt mà. Mọi vật thế gian khó dựng bền, mây thì dễ tan, kính dễ nát. Khờ quá, đâu thể nào chứ. Chứng tỏ một chút thôi mà. Đừng nói nhiều nữa. Ngày mai tôi lấy chồng là tỷ muội. Tối nay uống với tôi một bữa, không say không về. Vậy thì phải rồi, tối nay tôi sẽ dạy hai người làm rượu tiêu kỳ ha. Uống nữa, tôi uống nữa. Vậy mà còn nói là mình uống tôi được, cẩn chưa thận chứ. Chưa say mà, chưa say đâu. Cẩn thận, cẩn thận. Thắng Tuyết à, sao cô uống nhiều quá vậy? Tiêu Nguyên à, tôi chọn khăn tay nào đi? Chọn rồi thì không thể quay đầu lại được. Tại sao tôi không thể chọn cả hai chứ? Hình như Thắng Tuyết có gì không ổn. Thắng Tuyết cổ cùng lúc yêu hai người đàn ông đó. Cô nói cái gì? Ngoài Nhị thiếu gia còn ai sao? Cô có nghe chuyện Thắng Tuyết yêu Nhiếp Chí Diễn không? Nhiếp công tử rất quan tâm đến Thắng Tuyết. Khi cậu ấy biết Thắng Tuyết sắp lấy Nhị thiếu gia, cậu ấy như phát điên lên. Chính mắt tôi đã nhìn thấy. Hèn gì có một đêm huynh ấy uống say, nói là yêu một người nhưng mà không thể đến được. Thì ra đó là Thắng Tuyết. Tuy là Thắng Tuyết để chọn Nhị thiếu gia, nhưng lại không nỡ xa Nhiếp công tử, cho nên mới đau khổ đến như vậy. Ngày mai Kiểu qua đến nhà rồi, còn có thể nữa sao? Trời ơi, cái gì mà bể hoài vậy? Để mẹ, đưa đây, đưa đây, đưa đây. À, không biết làm sao. Mẹ biết là con muốn làm, nhưng con đừng coi mẹ là người mù. Sáng hôm nay tâm thần con bất an hồn phách đó, giống như là chó tha đi rồi vậy đó. Thì con hốt chưa? Trời ơi, đừng có hốt đứt tay bây giờ. Hèn gì lúc trước mẹ muốn ghép đôi con và Tứ Tiểu Thơ, con lại không chịu. Thì ra người con yêu là Thắng Tuyết. Mẹ, mẹ đừng nhắc tới Thắng Tuyết có được không? Dù mẹ nói gì con nghe cũng không lọt lỗ tai, vậy mẹ không ngại nói thêm câu nữa. Có lúc tờ hôn thư chỉ là một mảnh giấy vụn thôi. Người mà mình thích á, nhất định phải giành lấy cho bằng được. Đừng để giống như mẹ, sai một bước mất luôn cả lương duyên. Ây, có lúc tiền mất á, còn có thể kiếm lại được. Người mất rồi á, hối hận cũng không kịp nữa. Thank you.
công tử, tôi không biết là tôi có nên nói không, nhưng mà tôi không nhẫn tâm nhìn thấy cổ như vậy. Tôi chưa từng thấy người nào lấy chồng mà lại buồn đến như vậy. Thắng Tuyết không vui sao? Tối qua cổ đã uống rất nhiều đó. Cổ và Đình Hiên tình đầu ý hợp, lẽ ra cô ấy lấy chồng nên vui mới phải chứ. Tôi không biết, nhưng mà cổ nói với tôi cô yêu cùng lúc hai người đàn ông, cho nên cổ không biết tính sao. Thì ra trong lòng Thắng Tuyết vẫn còn có tôi. Nhưng cô đã chọn Đình Hiên, cô không nên suy nghĩ nữa. Tôi chỉ biết rằng cô không vui là vì cậu. Đi thôi, làm gì vậy? Hay là vào cửa sau đi. Về nhà dĩ nhiên phải đường đường chính chính vào cửa trước rồi. Cô nhớ kỹ, cô không làm sai chuyện gì, chỉ sai khi không nhận rõ kẻ xấu. Kẻ đáng xấu hổ, kẻ đáng bị chửi á, là tên khốn đó, đâu phải là cô. Trùng hợp vậy, hai người đến mừng hồn nhị thiếu gia sao? Nè, người đi không phải cô đâu, là những kẻ không biết nhục, không mời mà tự tới. À, có biết Dư Đại Nhân cùng một phụ nữ kéo qua kéo lại ở ngoài đường có coi là không biết nhục hay không ha? Bọn ta rất trong sạch, sợ gì miệng lưỡi tiểu nhân chứ. Ôm thùng phân mà tưởng báo vật, sớm muộn cũng sẽ hối hận thôi. Ông mới là thùng phân đó. Bỏ đi, đừng tức giận vì loại người này. Đi thôi. Nè, Đi Bích. Chuyện qua cũng sắp đến rồi, tất cả mọi người phải vui vẻ lên. Dạ, đúng rồi. Cũng may là đến kịp. Hai người đến đây làm gì hả? Dĩ nhiên là tới chúc mừng, không phải tới gây chuyện. Nè, hai người đi đi, ở đây không quan kênh hai người. Chỗ này chừng nào đến phiên ông lên tiếng, đừng có tưởng cháu gái gả cho Hồ gia thì Ma gia làm thành hoàng. Nhưng mà nói với ông cũng vô dụng thôi, chúng ta vào thẳng bên trong chúc mừng nhị ca. Hai người muốn ta ném ra ngoài hay tự bước ra? Tặng xong lễ vật tôi sẽ đi ngay. Nhân sâm ngàn năm này để cứu mạng vị thiếu gia rất khó tìm đó. Còn thọ này, chúc Quỳnh ấy sớm lên cực lạc. Mọi người tránh ra. Ma sao mà nước gì mà thúi quá vậy? Trời ơi, nước rửa cá dĩ nhiên là vừa thúi vừa đen rồi. Nhưng mà nói thúi á, miệng hai người còn thúi hơn nữa. Đen hả? Lòng dạ hai người còn đen hơn nhiều à. Đám khốn kiếp các người, có phải muốn chết không? Có tin tôi bám quan bắt các người ngồi tù không? Tắc hình, ở chỗ bọn tàng nói bậy bà vậy sao? Hai người không đi phải không? Không đi đánh cho bà khỏi đi. Đi. Sớm tan cuộc vậy sao? Đến chạy một bước rồi, lỡ dịp được coi rồi. À, được rồi. Tống tiễn ôn thần rồi, mau quét dọn chỗ này cho sạch sẽ. Có muốn may mắn không? Vừa đại nhân à, Đình Bích đâu rồi? Cổ chạy với bay về ổ của mình rồi. Thôi cũng được, nó ở đây càng phiền hơn nữa đó. Tỷ đoán lát nữa Hồ Nhị thiếu gia có ra đá kiệu không? Nghe nói cậu ấy chỉ còn nửa tánh mạng hả? Vậy mà cũng cưới vợ nữa, đúng là ác thiệt mà. Trời, có tiền sai khiến được ma quỷ mà, nếu cậu ấy chịu cưới tôi cũng chịu nữa. Trời ơi. Đình quá. Dạ. Thank you.
Chị gì? Sao Quỳnh lại ở đây? Quỳnh không được vào đây đâu. Quỳnh đến dẫn Bùi đi. Quỳnh nói gì vậy? Chỉ cần chưa bái được, Quỳnh vẫn có thể lựa chọn. Quỳnh quyết định lấy Đình Hiên. Quỳnh biết Quỳnh đã suy nghĩ rất kỹ. Quỳnh gì trả ơn cũng được, thật lòng yêu Quỳnh ấy cũng được. Chỉ cần Quỳnh cảm thấy vui, cảm thấy hạnh phúc, Quỳnh sẽ chấp nhận sự thật này. Nhưng bây giờ Quỳnh biết Quỳnh không được vui. Nếu Quỳnh không vui, tại sao phải làm như vậy? Trắng Tuyết, đi theo Quỳnh, để cho Quỳnh chăm sóc Quỳnh suốt đời suốt kiếp. Không được. Không được. Vì cô nghĩ Quỳnh đã lựa chọn đúng như Quỳnh đã nói. Nếu Quỳnh đã lựa chọn, Quỳnh là phu nhân của Đình Hiên. Kể từ giây phút này, giữa hai chúng ta chỉ còn tình bạn. Như chuyện lúc trước đã chết theo ngày hôm qua. Tạm biệt Nhiếp công tử. Tôi xin lỗi Hồ phu nhân. Chắc là đã tàn tiệc rồi. Hồ Kiên, có người đến thăm ông. Đình Hiên. Đình Hiên. Cha. Cẩn thận con ơi. Cha. Cẩn thận. Thằng Tuyết. Cha. Cha ngồi xuống đi, tôi còn rót trà dân cha. Được rồi, được. Từ từ thôi con, từ từ thôi. Cha uống trà. Ngoan. Được rồi, để đây. Đại khát đại lợi. Đại khát đại lợi. Cha uống trà. Ngoan. Đại cát đại lợi hả? Đa tạ cha. Con giàu tốt. Không ngờ cha đợi bấy lâu, cuối cùng cũng đã được uống ly trà của con dâu. Lát nữa cha có bị chém đầu, cha chết cũng nhắm mắt. Cha, tụi con nhất định sẽ nghĩ cách cứu cha ra. Dạ phải. Giải tay của cha dài như vậy, chắc chắn phú quý lại sống lâu. Đừng nói là ly trà con dâu, cả ly trà cháo dâu cũng có thể uống. Phải, cha còn phải ấm cháo nữa chứ, làm ông nội nè. Có liều cái mạng già này, cha cũng phải chống hắn. Bình tĩnh, bình tĩnh. Chuyện cần làm coi như đã xong. Thì lão gia vui vẻ, Mùi yên tâm rồi. Người ta nói thành thân phải uống rượu hợp cẩn. Nè, nếu không sẽ không may mắn đâu. Quỳnh yên tâm đi, Mùi kêu Tiểu Cúc đổi ly trà xong rồi, chỉ làm theo lệ thôi. Phu thê thật sự mới phải uống rượu hợp cẩn. Chúng ta không cần. Sau này thiệt thòi cho Mùi, phải cùng Quỳnh che giấu người nhà.
Huynh đã viết xong thư từ hôn để trong ngăn kéo thư phòng. Dù huynh nói sao cũng được, muội luôn coi chúng ta là phu thê thật sự. Muội đừng cố chấp mà. Đình Hiên, là huynh cố chấp thôi. Ngoan, nghe lời, đừng cãi huynh nữa. Hôm nay huynh hết sức lực rồi, huynh phải nghỉ ngơi. Muội nhất định khiến huynh chấp nhận muội là thê tử. Vị thiếu phu nhân. Đình Hi. Thăng Tuyết, giấy ủy quyền của cha, chìa khóa của hội gia và dựa mối, sổ sách, giấy nhà, giấy đất, tất cả đều ở đây. Hôm nay huynh giao cho muội, sau này vất vả cho muội. Huynh có gì nói với muội không? Không, muội là đương gia, sau này mọi chuyện do muội quyết định. Nhị thiếu phu nhân. Hôm nay gọi mọi người đến là có mấy chuyện cần tuyên bố. Đây là giấy ủy quyền của lão gia. Quảng à, đọc cho mọi người nghe đi. Dạ, nhị thiếu phu nhân. Ta là Hồ Kiên, xin được nói rõ. Từ nay về sau, tiền bạc gia sản ruộng đất của Hồ gia và dựa mối, cho đến mọi chuyện lớn nhỏ trong nhà, đều giao cho con dâu ta Thắng Tuyết nắm giữ. Những người khác phải nghe theo lời của nó, không được dị nghị. Nó không bằng chứng nên viết giấy này. Không phải chứ, con là người khác họ, có phải là đại ca ngồi tù hồ đồ hay không? Giao cho cô mới là hồ đồ đó. Lão gia đã giao Hồ gia và dựa muối cho tôi, tôi sẽ cố gắng làm cho thật tốt. Hy vọng mọi người có thể cùng tôi trên dưới một lòng, cùng nhau chấn chỉnh Hồ gia, chấn hưng dựa muối. Nhưng tình hình trước mắt có lẽ mọi người đều rõ, cứu lão gia phải cần ngân lượng, dưới dựa muối cũng cần ngân lượng. Vì vậy khi chưa tìm được cách tăng thu nhập, tất cả chúng ta phải tiết kiệm tối đa. Lẽ ra giảm nhân lực là cách nhanh nhất, nhưng mà chưa đến đường cùng, tôi không muốn đi nước này. Vì vậy tôi đành phải giảm tiền tháng và tiền công. Chỉ cần tình hình được cải thiện, tôi sẽ tăng lại cho mọi người. Tôi và cô cũng sẽ cùng mọi người vượt qua khó khăn. Dĩ nhiên là không được rồi, con giảm tiền lương của họ, cùng lắm giảm tiền tháng cô như của họ thôi. Con không lĩnh là chuyện của con, nhưng cô không thể không có tiền tháng. Cô có nghề phụ ở tiệm xì dầu, thu nhập cũng không ít. Con không yêu cầu cô nộp thu nhập phụ giúp gia đình. Cô muốn lãnh tiền tháng thì phải nộp thu nhập, tự cô chọn đi. Không lĩnh thì không lĩnh chứ. Bây giờ cô nói không lại con. Tốt, vậy giúp giả mọi người, mọi người có thể trở về làm việc. Đây gọi là cầm lông gà mà tưởng là lĩnh tiễn. Mọi người cùng nhau vượt qua khó khăn, nói thì hay lắm, muốn bao nhiêu lấy bao nhiêu, ai biết được chứ. Bà cô ơi, tôi nghĩ là nhị thiếu phu nhân không phải loại người đó đâu. Không phải đâu, bà cô nói cũng có lý lắm đó. Lúc đại ca ta và Đình Hiên làm chủ gia đình, đâu có vậy đâu. Người phụ nữ này đúng là chó không sủa cắn chết người. Nếu các người nhẫn nhục chịu đựng, ta dám chắc nó lên được giường thì sẽ hất chăn. Lúc đó cả cám mấy người cũng không có mà ăn. Vậy chúng tôi phải làm sao? Các người có nghe câu một cây đũa thì dễ bẻ, cả bó đũa thì khó bẻ hay không? Chúng ta cùng nhau chống đối, ta không tin nó đuổi hết chúng ta đâu. Chỉ cần đuổi mình cô là được rồi. Vì thứ phu nhân không liên quan chúng tôi đâu. Chúng tôi chỉ nghe lời của bà cô thôi. Hai con chó coi nhà kia vu oan cho ta sao? Rõ ràng các ngươi nói mà. Chẳng qua là cô chỉ nói leo thôi. Nếu cô cảm thấy bất mãn, con cũng không giữ cô lại chịu khổ.
con lập tức rời khỏi đây. Sau này đừng ở Hồ Gia gây sóng gió nữa. Con đuổi ta đi, con dựa vào đâu mà đuổi ta đi? Dựa vào giấy ủy quyền của lão gia. Con coi là linh tiễn cũng được, lông gà cũng được nữa. Ở đây con là đương gia, con làm chủ. Con muốn ai đi, người đó phải đi. Các người ai không phục cũng đi với tôi. Ta là bà cô ở đây, con tuyệt tình vậy sao? Quảng à, Lương à, có chuyện của cô dọn đồ. Những thứ mang theo đều phải ghi lại, để tránh có người thuận tay dắt về. Dạ. Đồng ác quá à. Cánh về già của cô thảm quá à. Có phải là muốn ép chết cô thì mới vui hay không chứ? Đình Yên ơi, cô phải trả mặt giùm cho cô đi. Chuyện gì vậy cô? Thầy tử tốt của con đó, nó muốn đuổi cô đi. Con không thể lo chuyện gì nữa. Bây giờ Thắng Tuyết là lớn nhất, cổ là đương gia. Nếu cổ muốn cô đi, con cũng không giúp được cô. Đình Yên, cô không giúp cô sao? Trước giờ của cô thương con lắm mà. Lúc nhỏ cô mua đồ cho con ăn đó. Trời ơi, cô không muốn làm người nữa. Nè bà cô à, đừng có làm phiền vậy thiếu gia nghỉ ngơi nữa được không? Phải đó, mau thu dọn đồ đạc đi. Nếu để nhị thiếu phu nhân biết bà cô làm phiền nhị thiếu gia nghỉ ngơi á, sẽ không cho lấy đồ đi đâu. Phải đó. Trời ơi Đình Niên ơi, con vô tình quá à. Cả đi cô thôi. Cũng không lo, ta đi dọn đồ. Coi nó có cho ta dọn đi hay không. Độc ác quá à, thiệt là. Cũng dám nó không cho ta dọn đồ lắm à. Nhị thiếu phu nhân, tôi đã theo lời dặn của mợ xử lý xong các khoản mục về diêm thương và người nấu muối rồi. Ừ. Quảng à, Quỳnh mang về tối nay tôi xem. Dạ, nhị thiếu phu nhân. Nhị thiếu phu nhân, dư trưởng quỷ đến. Nhị thiếu phu nhân. Dư trưởng quỷ. Món quà này là bổn tiệm mừng tân hôn của nhị thiếu gia và nhị thiếu phu nhân. Chút quà món không đủ thành ý. Mong sau này nhị thiếu phu nhân chiếu cố nhiều hơn. Ông chủ dư, khách sáo quá. Chúng tôi phải xin các vị chiếu cố nhiều hơn mới phải. Cần à. Ông chủ dư, mời ngươi. À. Lương à. Ông chủ dư, đây là ký ước tất cả điền sản nhà cửa của Hồ gia, xin ông cho giá tốt nhất. Con cầm hết cho ngân hiệu thật sao? Dạ. Ngay cả căn nhà cũng cầm luôn. Căn nhà đáng giá nhất nhất định phải cầm. Con đã cầm được tổng cộng 160 vạn lượng. Lão gia. Quảng, lão gia. Ta. Lão gia, mấy ngày nay con điều chỉnh lại sổ sách, con đã dùng hết cách giảm chi tiêu hàng tháng của Hồ gia từ 1 vạn 2 ngàn lượng còn 2 ngàn lượng, nhưng vẫn không thể bù đắp món nợ của dựa muối và khoản chi cho dự kiện của cha. Vậy 160 vạn lượng cầm cự được bao lâu vậy con? 1 năm. Con đã đưa cho Chu Quảng 50 vạn lượng lên kinh để lo cho cha, 10 vạn lượng dùng để chi tiêu cho Hồ gia và trả nợ hàng tháng, còn về 100 vạn lượng dùng cho việc kinh doanh của dựa muối. Vốn chúng ta ít thời hạn ngắn nên công không nên thủ, nhưng dù sao thì cũng phải liều. Cách của con không phải là không được, nhưng mà lỡ như không thành công tổng thất thì lúc đó mất tiệm mất nhà thì sao? Lão gia, chúng ta không cầm không có tiền trả nợ, sớm muộn gì cũng phải trả thôi. Chỉ bằng bây giờ cứ liều đấu một trận đến cùng, có thể còn hy vọng. Nếu như Đình Hiên kêu cha giao gia đình cho con, cha chỉ tin có con thôi đó. Cha, mẹ, lần này con gái bất hiếu, không nghe lời cha mẹ là một người bình thường. Nhưng mà cha đã từng nói rằng, nhận ơn người phải nhớ ngàn năm, có ơn nhất định phải trả. Vì vậy con không còn cách nào, đành phải đi con đường cha từng đi. Chỉ có con đường đó mới giúp Hồ gia cải tử hồi sinh. Cha, nếu con không xin cha dẫn con đến, con đâu biết ruộng muối đẹp đến như vậy. Đúng là muối trắng hơn tuyết. Vậy con biết tên Thắng Tuyết của con có ý nghĩa gì rồi? Ừ. Cha, nước biển dùng không hết, dẫn nước thành muối xem ra rất đơn giản. Cách làm ăn không cần vốn của cha đúng là quá dễ. Phàm chuyện gì cũng đừng nhìn bề ngoài đơn giản, bất cứ chuyện gì cũng có học vấn bên trong. Cần nhất là thiên thời địa lợi nhân hòa. Chúng ta làm nghề này, thiên thời phải có ánh nắng đầy đủ, địa lợi phải có chỉnh và nước biển tốt,
Nhân hòa phải có nhiều nhân công phơi muối thành thạo, không thể thiếu cái nào. Nhưng chỉ một trận mưa có thể hủy hết tâm huyết của chúng ta. Đúng vậy, cha muốn con hiểu, làm việc không thể dựa vào sức một người, nhất định phải biết cách phối hợp nhiều mặt. Con cười cha, làm ăn không cần vốn. Cha cho con biết, chuyện làm ăn của cha nguy hiểm vô cùng, chỉ cần là có sơ suất mất luôn tính mạng. Vì vậy mỗi việc con làm phải hết sức cẩn thận. Ngoài việc nhìn trời nhìn đất, còn phải nhìn người nữa. Người mà cha nói là quan binh bắt muối lậu sao? Không tránh được quan binh, cho dù có muối tốt hơn cũng chẳng có ích gì. Không tránh được quan binh, dù mạng con có quý giá thế nào cũng sẽ không giữ được đâu. Đưa xì dầu đến, làm phiền bà chủ ra ký nhận. Bà chủ ơi, ra nhận hàng. Để đó cho tôi. Trời ơi, con à, con chọc mẹ không chết, muốn đụng vào mẹ chết thì sao vậy? Sắc mặt của mẹ hồng hào, tiếng nói như chuông, hơn nữa sức khỏe như trâu, đâu dễ gì chết được. Con còn phải hiếu thảo với mẹ mà. Ê, là nhiếp đại nhân, sao có quan không làm lại giúp bà khiên xì dầu vậy? Đưa hàng thì đưa hàng đi, nói nhiều quá làm gì. Đi. Xì hòa có tiệm giùm tôi. Dạ. Ra ngoài uống trà một chút cho đỡ bực mình. Chị gì? Sao hả? Tìm huynh có chuyện gì? Huynh thật sự định suốt đời bán xì dầu ở tiệm sao? Đâu có gì. Bây giờ huynh sống rất thanh tịnh, tốt hơn nhiều so với lúc trước đấu đá ở quan trường. Nhưng nếu như mùi cần huynh giúp đỡ, mùi cứ việc nói. Mùi muốn Hồ gia khôi phục điều gì? Mùi cần một người có dũng có mưu, làm gì đưa gia. Người có thể đảm đương chỉ có huynh. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.